Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Dạ em chào chị ạ, chị ơi em chúc chị một ngày vui vẻ ạ. Thật may mắn khi gần đây em xem được những video của chị để em phát hiện ra sai lầm của mình từ trước đến nay. Đó là em đã thể hiện sự theo đuổi của mình với một bạn nam khá hợp về sở thích. Em thể hiện tính cách luôn vui vẻ và tích cực. Và bạn đã đoán được tình cảm của em ạ. Nó đã dẫn đến việc bạn yên tâm nghĩ em luôn thích bạn và bạn không cần phải làm gì. Chỉ khi em nhắn thì bạn mới trả lời và em hiểu ra mình đã mất giá trị. Ban đầu bạn có ý muốn đáp lại nhưng không nhiệt tình, còn giờ thì bạn đang tuột dần ạ. Em xem được chị chia sẻ thì em đã học cách im lặng và không giải thích gì thêm, tập trung vào cuộc sống của mình. Như bọn em đã im lặng được một thời gian và không gặp nhau. Bạn có nghĩ rằng em im lặng vì buồn và bạn có suy nghĩ thương hại. Em không biết mình cần làm gì khác ngoài việc im lặng để thể hiện giá trị hơn, quan điểm mạnh mẽ hơn và điều gì bạn có thể sợ mất và bạn theo đuổi em ạ. Chị tư vấn cho em được không ạ? Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị luôn an vui và bình yên ạ. Em thân mến, chị có một cái khóa học có tên là Tán Tỉnh Đỉnh Cao. Đó, cái khóa học đó là khóa học dẫn dắt chúng ta trên cái hành trình chinh phục một người. Nhiều bạn thì nói rằng ôi tôi là phụ nữ, tôi làm sao tôi phải chinh phục, đúng không? Là phụ nữ hay đàn ông thì cũng phải học cách chinh phục một cách tinh tế. Nhưng chinh phục tinh tế ở đây không có nghĩa là bắt đối phương hay là kỳ vọng nhất định phải là người này, mà đây sẽ là hành trình mà chúng ta sẽ phải tự trọng giá trị để nhận biết xem đây có thực sự là một người phù hợp với mình không. Hành trình tìm hiểu một ai đó là hành trình để các bạn biết xem đây có phải là cái người mà nhìn ra những giá trị của mình để trân trọng và yêu thương mình một cách đặc biệt hay không. Chúng ta có thể chưa biết rằng đấy có phải người đó hay không, nhưng nếu chúng ta biết chắc chắn rằng họ không có tình cảm với mình thì cái quan điểm của chúng ta là gì? Chả việc gì mà chúng ta phải yêu đơn phương cả. Đó, mình giá trị như thế này, mình ưu tú như thế này, trong mắt mình là độc nhất vô nhị, đúng không? Không có ai giống mình cả. Và mình xứng đáng có một tình yêu dành cho mình, chứ không phải là mình nghĩ rằng mình thảm hại phải chạy theo đuôi một cái người đàn ông họ hạ thấp cái giá trị của mình, không phải như thế. Cho nên chị nghĩ rằng nếu được thì tất cả các bạn, dù là nam hay là nữ, nên tham gia cái khóa học Tán Tỉnh Đỉnh Cao. Đó là cái khóa học vô cùng ý nghĩa và giá trị trong suốt cuộc đời của các bạn, để các bạn có thể chinh phục được một cái người mà các bạn yêu thương một cách tinh tế, mà để họ rơi vào tình yêu với bạn, chứ không phải mình chạy theo đuôi của họ. Đó. Cho nên là các bạn đừng có hiểu lầm là phụ nữ thì không tán tỉnh. Tán tỉnh ở đây không có nghĩa là làm cho họ nghĩ rằng ôi mình thích, mình thèm người ta quá. Không phải như thế. Mà để cho họ tự nguyện rơi vào tình yêu của chúng ta và si mê chúng ta. Dù đàn ông hay phụ nữ thì chúng ta cũng cần có cái kiến thức như thế các bạn nhá. Còn ở đây với em gái thì chị có một vài cái chia sẻ như thế này. Đầu tiên là em có nói với chị là bây giờ là em đã im lặng với cậu ấy rồi và cũng không biết là bây giờ phải làm gì để cậu ấy muốn theo đuổi em nữa, đúng không? Thực ra tại vì đã có một quãng thời gian mà em cứ chạy theo đuôi người ta rồi. Em nói với chị là em luôn là người chủ động và người ta chỉ trả lời thôi. Thì đó cũng là cái thứ khiến người ta tụt cảm xúc và người ta thấy rằng ngay cả khi em xinh đẹp người ta cũng thấy em không có giá trị. Nhá. Vì một người có giá trị thì không bao giờ phải luôn luôn là cái người chủ động với đối phương cả. Một cái sự thật mất lòng, nhưng mà chúng ta phải đối mặt với điều đó. Chả có cô gái nào giá trị mà suốt ngày phải chủ động nhắn tin với một người đàn ông và không bao giờ để cho anh ta chủ động nhắn tin cho mình. Bây giờ việc của em duy nhất là em im lặng và đừng bao giờ nhắn tin chủ động với anh ta nữa, cho đến khi anh ta chủ động với em. Và một câu hỏi rất phổ biến mà em sẽ hỏi đó là nếu như anh không liên hệ với em thì sao? Không liên hệ với em thì cho anh ta lượn luôn khỏi cuộc đời của mình, có cái gì mà phải tiếc? Không liên hệ chứng tỏ mình chả là cái gì cả. Anh ta cũng không phải là cái người nhìn ra giá trị của mình. Anh cũng chẳng coi mình là gì, bởi vì trong suốt quãng thời gian trước em đã chủ động rồi. Nếu có một chút, dù chỉ là một chút cảm xúc thôi, thì người ta cũng sẽ liên lạc lại, đúng không? Kể là bạn bè thôi cũng phải liên lạc lại. Còn nếu như người ta đã không liên lạc một chút xíu nào thì chứng tỏ rằng người ta cũng chả coi mình là cái gì. Thế tại sao mình phải coi người ta là cái gì trong khi người ta không coi mình là gì, đúng không? Đó, các bạn đừng bao giờ khi bước vào tình yêu và nghĩ rằng ôi cái người này có cùng sở thích với mình, người ta cũng đẹp trai, người ta cũng điển trai, gia đình cũng cơ bản, ôi thôi những cái điều kiện này nó phù hợp với mình quá thì mình thích. Không ạ. Nói thẳng ra nhá, anh có là tài tử màn bạc, anh có là tỷ phú thế giới chăng nữa, mà anh không phải cái người mà nhận biết được những giá trị của mình và trân trọng mình thì mình cũng không thèm. Chứ đừng nói là với chỉ với những cái điều kiện đó của anh ta thôi mà nghĩ rằng là mình phải sống chết với anh ta, mình phải chinh phục bằng được anh ta. Làm gì có chuyện như thế, trong khi anh ta không yêu mình, không có những cái cảm xúc tốt dành cho mình, đúng không? Cho nên việc của em bây giờ phải là một người phụ nữ giá trị, có tư duy của một người phụ nữ giá trị, để biết rằng trên hành trình của yêu đương mình đang tìm một người đàn ông thực sự biết nhận ra những giá trị của mình để yêu thương mình bằng một tình yêu đặc biệt. Và nếu như anh ta không trả lời lại, chứng tỏ là anh chàng không có hứng thú với mình, vậy thì không có hứng thú với mình, tại sao mình phải có hứng thú với anh ta, đúng không em? Tự trọng lên, giá trị lên. Và rất nhiều những bạn mà được chị tư vấn rồi, có thể bây giờ đang theo đuổi một anh chàng rất bình thường và tầm thường,
nhưng không chinh phục thành công. Nhưng sau này khi các bạn có tư duy của sự cuốn hút giá trị rồi, sau này các bạn được theo đuổi, được yêu thương, được si mê bởi một người đàn ông vô cùng ưu tú, cái gì cũng hơn đứt cái người cũ cả. Đó. Nếu các bạn không thay đổi, làm sao các bạn có những kỳ tích trong cuộc đời của các bạn như thế? Cho nên đừng bao giờ lãng phí cuộc đời mình vào một con người không có hứng thú với mình. Mà ngoài kia đầy những người ưu tú, họ có cơ hội để có hứng thú với mình. Thế tại sao mình lại cứ phải chôn vùi bản thân vào những cái điều vô nghĩa, đúng không? Cho nên nếu như em đặt câu hỏi là nếu anh không liên hệ với em nữa thì sao, thì cho anh ta lựa, không có gì phải nghĩ cả. Mình chẳng là gì trong cuộc đời anh ta thì tại sao anh ta lại được là gì trong cuộc đời của mình, đúng không? Tất cả những sự đầu tư của phụ nữ nó phải dựa trên nền tảng anh ta đã làm gì, anh ta đã có những cái gì cho sự cống hiến cho mình. Thì đấy mới là tư duy của một cô gái giá trị, chứ không phải là một cô gái thôi, ôi anh này có nhiều điểm tốt thì tôi chạy theo đuôi anh ta. Không có chuyện như thế nhá. Nhưng việc của em bây giờ là im lặng và để cho anh ta sẽ chủ động liên lạc. Nếu anh ta không chủ động liên lạc, lượn, mình không cần phải cân nhắc, không cần phải nghĩ đến, vì mình giá trị như này. Bao nhiêu người đàn ông ưu tú muốn được yêu mình đây, mình phải dành mình cho những người đàn ông tuyệt vời đó, rồi mình sẽ lựa chọn một người thực sự dành cho mình, đúng không? Còn nếu như mà anh ta liên hệ với em, việc của em là như thế này, đầu tiên bơ đi cái đã, chứ không phải là đã vồ vập lấy tin nhắn của người ta luôn đâu. Ví dụ hôm nay nhắn tin mai hãy trả lời, mà mai trả lời là trả lời bình thản. Ví dụ anh ta hỏi là em ổn không, dạo này em khỏe không, vâng em ổn ạ, em khỏe ạ, cảm ơn anh, nhắn thế thôi, thể hiện là mình rất lịch sự lịch thiệp, nhưng mà mình cũng chả vồ vập gì đâu. Cứ để cho người ta sẽ nhận, ôi tại sao bây giờ cô ấy lại nhắn với mình như thế, có phải là cô ấy đang tìm hiểu một đối tượng mới không, hay là do mình ứng xử không tốt nên cô ấy cũng chán ghét mình, ví dụ thế. Thì phải để cho người ta còn phải nghĩ, còn phải cân nhắc, còn phải đau đáu về mình, phải tò mò về mình, chứ không phải là cứ dồn dập thích một cái là ôi thể hiện lên chết lên trên gương mặt rồi trong tin nhắn để người ta cảm nhận được hết thì không nhá. Đó, sau đó là em sẽ nhắn tin với anh ta một cách bình thản và tuyệt đối đừng có nhắc đến cái gì một cách quá là lộ liễu cả. Sau đó em chấm dứt cái tin nhắn đó trước để cho anh ta sẽ phải luôn luôn là người chủ động nhá, nhắn cho em. Rồi khi em thấy anh ta chủ động khoảng 2 lần rồi, em có thể chủ động 1 lần. Và nhớ cho chị, với tất cả những người đàn ông như này, anh ta chủ động 2 lần, em chỉ được phép chủ động 1 lần thôi, để chủ động nhắn tin với anh ta, nói chuyện với anh ta và gây thương nhớ cho anh ta, được không nhá? Và tất cả cái lộ trình này thì chị có làm trong khóa học tán tỉnh đỉnh cao. Chị nghĩ rằng ai cũng nên sở hữu cái khóa học này trong đời. Rất nhiều bạn đã phản hồi với chị rằng thực sự em nên biết cái khóa học này sớm hơn. Giá như biết sớm hơn thì mình đã không lãng phí rất là nhiều những mối quan hệ mà mình đã ứng xử sai để mà mình không có được hạnh phúc đó. Còn khi mình biết ứng xử đúng này, mình biết cách cái quy trình cảm xúc của người ta, rồi mình biết cách gây thương nhớ, biết cách tạo cao trào cảm xúc, biết cách để khiến cho họ rơi vào tình yêu của mình, biết cách để họ thổ lộ tình cảm ra, đấy thì đấy là tất cả những cái gì mà khóa học tán tỉnh đỉnh cao sẽ đem lại cho các bạn. Vì thế chị khuyến khích tất cả các bạn, dù là nam hay nữ, nhất định phải sở hữu cái khóa học này trong đời để biết đưa đối phương dần vào trong tình yêu với các bạn. Chứ đừng bao giờ nghĩ mình con gái thì mình không cần kiến thức trong cái việc tán tỉnh, đừng như thế nhá. Đó, cái đấy là cái suy nghĩ sai lầm rồi. Đó, còn nếu như mà các bạn cứ có cái suy nghĩ bảo thủ là tôi là phụ nữ thì tôi không phải tán tỉnh, tôi cứ ngồi đấy, tôi cứ chờ người ta tán tỉnh tôi, thế thì muôn đời chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với những người có hứng thú với chúng ta thôi, đúng không? Còn những người mà ban đầu có thể họ chưa biết nhiều về mình thì mình phải cho họ có nhiều cơ hội hơn để biết về mình. Đó, và biết đâu đấy chính là cái người định mệnh của mình thì sao? Chứ đừng bao giờ chỉ là một người phụ nữ ngồi đó để đàn ông chọn. Mình đi chọn đàn ông và mình tìm hiểu xem cái người đó có phù hợp với mình không, có phải là cái người mà có thể nhìn ra những cái giá trị của mình và để đem lại hạnh phúc cho mình hay không nhá. Thì đấy mới là tư duy của một cô gái giá trị. Để tham gia khóa học này thì các bạn hãy lên Google gõ toàn nguyễnhạnhphúc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.